Video ngày hôm nay á, mình sẽ dedicated cho quê hương của mình. Là tụi mình sẽ có phần review một sản phẩm có xuất xứ từ quê hương mình, và tụi mình cũng đi ăn những món ăn của quê hương mình. Thì hôm nay á, là tụi mình sẽ review một sản phẩm má hồng của Sivana là từ Thái Lan ha. Và tụi mình cũng sẽ đi cà phê và cũng như là ăn một số những cái món Thái mà tụi mình tìm được trong Sài Gòn này, để như là để kiểm tra độ lông chôn này kia, sẵn tiện giới thiệu cho mọi người biết cái một vài chỗ mới luôn. Tại vì á, cái má hồng Sivana này mới ra thì hãng có giới thiệu là lâu cho tới 16 tiếng đồng hồ lận, nên là để xem là có như kỳ vọng không. Thì bây giờ mọi người cùng vào video với tụi mình nha. Đầu tiên á, mình sẽ nói về phần bao bì ha. Thì đây là mình cầm một em như hình trái tim cũng khá là xinh xắn, và cái phần chữ thì được in nổi, mà cái điều mình thích nhất á là một cái gương rất là to luôn mọi người. Mà cái gương này á, là cái gương có thể soi được cả cái mặt bự của mình, chứ không phải là vì có một số sản phẩm má hồng làm cái gương kiểu nhỏ nhỏ để soi cho vui á, thì cái này mình thấy nó rất là tiện lợi luôn, như là mình mang theo mình tích shop trong ngày cũng được. Và ở bên trong thì mình thấy là cái họa tiết có được hãng làm nó cũng rất là tỉ mỉ ha. Và về giá của em này thì mình thấy giá niêm yết là 185.000 cho 6 gam má hồng, tính ra là nó khá là nhiều hơn so với những cái loại má hồng khác luôn á. Thì tùy đợt mình thấy sale tầm khoảng 120 tới 150, thì mình thấy giá vậy rất là hợp lý cho em má hồng luôn hen. Về chất phấn của em này á, thì cái này á, cái finish của nó là sẽ là dạng lì, chứ nó trong chất phấn nó sẽ không có hạt nhũ hay này kia luôn ha. Tại vì có một số bạn á, thì khi dùng má hồng thì sẽ không có thích cái kiểu má hồng mà nó có nhũ 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 á, nên là em này khi mà lên trên da mình á, thì nó sẽ tạo finish mịn lì, và cái chất phấn á, nó siêu mềm mịn luôn, và nó không có bị rơi rớt nhiều nữa, nên là thành ra khi mà mình đánh lên trên da á, thì nó sẽ tạo cảm giác giống như là làm mờ lỗ chân lông nè, kiểu da mình nó mượt mượt á, và cái màu á nó loang nhìn cũng đều nữa, nên nhìn nó rất là xinh luôn. Và kiểu cái chất phấn á, mà khi mà mình lấy ra tay á, mình có kiểu chà hai tay lại với nhau, thì mình cảm giác nó mịn mịn nhưng mà nó vẫn có một cái độ ẩm nhất định á, chứ nó không có bị khô quá, nên là làm kiểu bị bột bột và dễ cắt kia như là một số loại phấn má khác á Và về độ lên màu của sản phẩm này phải nói là trời, thật sự đậm đà luôn á mọi ha. người. Kiểu như là mình chỉ cần chạm nhẹ cỏ xong mình phẩy cái là nó đã bực lên trên mặt mình rồi á. Vì concept lần này của sản phẩm á, thì mình thấy hãng có ghi là kiểu má hồng màu rực rỡ á, cho nên là kiểu như bạn nào mà hay thích đánh má đậm đậm giống giống mình á, thì sẽ cảm thấy khá là thích em này, vì bạn không cần phải build up quá nhiều để đạt được cái độ đậm mong muốn. Còn những bạn mà đánh má kiểu sương sương nhẹ nhàng á, thì mình nên chạm cỏ ra tay trước để nó bớt cái độ đậm rồi hãy tán lên má nha. Thì về bảng màu của sản phẩm này thì hiện tại ở Việt Nam mình thấy là hãng có bán 3 màu. Thì màu đầu tiên mình sẽ review là màu số 02, thì đây là một màu kem cháy, mà các bạn thích màu kem và có da warm under tone là nhất định phải tham khảo luôn nha. Kiểu như mình thấy màu này là một màu kem cháy mà nó không có gọi là quá kem, dẫn tới như là bị neon và khó xài trên da warm under tone á. Kiểu như màu này mà mình dùng hàng ngày á, thì mình kiểu phải phấn má nhẹ nhàng và phối với son kem cháy hoặc son kem nâu là siêu xinh luôn. Còn nếu mà các bạn thích đậm đà hơn thì kiểu như khi mà mình đi tiệc hoặc đi chơi thì mình đánh đậm đậm xíu là giống như mấy chị diễn viên Thái Lan. Kiểu như rất là nổi bật. Còn và về cá nhân mình á, thì mình thích kiểu như đã đánh màu nó hơi đậm đậm một xíu, nên màu này đối với mình là cực kỳ phù hợp luôn á mọi người. Tiếp theo là màu số 04. Thì cái màu 04 này á, nó là màu dạng hồng dâu á, thì nó kiểu là cái style của nó sẽ là kiểu bánh bèo nữ tính dịu dàng đáng yêu trẻ trung. Thì màu này nó sẽ kiểu tuy đó là nó màu hồng dâu nhưng mà nó sẽ không có bị neon, nó không có bị chói, nó kiểu không phải là cái màu hồng tím á, nên là những bạn mà kiểu warm undertone hay cool undertone nhưng mà có da sáng một chút á, thì dùng em này sẽ rất là xinh luôn. Và với cái màu này á, nếu mà mọi người muốn kiểu đánh kiểu nhấn vào má, kiểu má hồng kiểu say rượu này kia á, thì dùng em này rất là hợp. Nhưng mà mình lưu ý là khi mình dùng kiểu má hồng say rượu với em này á, thì mình tiết chế lại màu mắt và màu môi chút xíu để không có bị sến quá ha. Và tiếp theo á, thì mình sẽ có màu số 06. Thì màu số 06 này á, Trang nghĩ sẽ là màu best seller trong 3 màu hôm nay luôn á. Tại vì màu này á, nó sẽ hợp với mọi tông da, mọi makeup look khác nhau. Tại vì á, em này á, làm tông màu cam đào nhưng mà nó có pha giữa sắc cam và sắc hồng á, nó không bị ngã hồng quá và cũng không có bị cam quá như là màu số 2, nhưng mà nó có vẫn có một chút tông nâu, tông đất ở trong đó, nên là em này nó sẽ rất là dễ sử dụng, không bị quá chói nhưng mà cũng không bị nhàn nhạt luôn. Nói chung màu này rất là dễ dùng ha. Về độ lâu cho thì tụi mình sẽ chạy một chiếc vlog cho nhỏ ngay đây, và tụi mình test trong một buổi đi chơi nọ ở ngoài trời Sài ở ngoài Gòn trời nắng đâu. Sài Gòn. Hello mọi người, tụi mình đã đến quán ăn rồi, thì đây là quán ăn cơm uống nước nè. Hôm nay trời Sài Gòn rất nắng luôn. Ủa chị đánh màu gì vậy? Chị đánh màu 02 đúng rồi, màu kem cháy á. Đây.
Đâu nghiêng nghiêng qua cho mọi người xem. Ở đây ánh sáng điện nó hơi vàng, nó không rõ lắm. Đó, 2 tiếng mà vẫn còn y nguyên rồi. Đấy, hồi tụi mình sẽ update ở ngoài chờ cho mọi người dễ thấy rõ hơn nha. Rồi giờ tới bí che. Chắc mọi người thấy rõ hơn chút xíu, bên này nó có sáng hơn. Đây thì mình đánh màu số 6 là màu kiểu cam đào mà nó pha chút màu hồng nữa. Đó, mình đánh thì cũng khoảng 2 tiếng rồi. Mình make up từ lúc 9 giờ rưỡi mà bây giờ là khoảng 11 giờ mấy, 11 rưỡi không? Ở đó thì thấy là nó vẫn còn y nguyên, nó chạy xe ở ngoài đường nắng nóng cực kỳ luôn, nó vẫn còn y nguyên. Đó thì mình sẽ lát nữa tầm khoảng 4-5 tiếng sau thì mình có thể update thêm cho mọi người ha. Vừa quay xong cái ánh sáng nó ào vô, ôi cái mặt chị trắng bệch luôn á. Thấy rõ mặt ảnh rồi. Đúng rồi. Thì mình đến mắt kem, mắt kem, son kem để lên lấy mặt trang. Rồi sẽ update cho mọi người trong vòng một vài tiếng nữa. Concept hôm nay là đi về thăm quê mình, nên là tụi mình đến quán hay gì đây ăn cơm uống nước. Nói cho cảm nhận về bá Thái nào. Đây mọi người nhìn đây là mọi người có thể thấy được má hồng của Trang nha. Cặp bá Thái nó dài. Cái son mình đang đánh là Ophelia màu IC lớp với lại màu xây xô đánh hồng. Màu rất là đẹp, ra màu cánh hồng khô đúng chuẩn luôn. Later that same evening. Giờ đi đâu nè? Takashimaya. Đi shopping nè. Ngày nào hai đứa cũng shopping hết. Ngày hôm nay hai mình thấy ngồi nên nói vậy cho có lý do. Đúng rồi. Later, 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 later. Quán nước xinh. Đi ngoài đường nắng nóng mà chói, con ý nguyên nè. Không biết thấy rõ. Con. Trong đêm. Dạ, trà thấy rõ. Trà chanh hay là trà sữa? Trà sữa. Trà sữa thấy rõ, mình dùng xe mờ luôn. Ừ, mình là rất rõ. Dạ. Cho mình một cái này mà không bỏ chanh được mày. Không bỏ chanh nữa chị. Dạ Thái không. Ngộ vậy. Thái không gì thì vẫn còn, mọi người thấy rõ luôn đúng không? Nó vẫn ngồi cao là rõ. Tại vì còn cái này của mình nè. Tại vì cái style Trang là đánh má nhẹ hơn style rồi. Mình đánh má kiểu hơi đậm đậm hơn. Bên này thấy vẫn còn rõ. Chứ mà cũng khoảng 4-5 tiếng rồi lúc người mình make up rồi mà thấy cái má hồng á, nhìn trong camera thì nó không có rõ lắm, nhưng mà bên ngoài thì thấy nó vẫn còn rất là đầy đủ make up. Nên là mặc dù là đi hả, sáng giờ đâu phải ở trong phòng máy lạnh không đâu, cũng đi ra ngoài đường vòng vòng nắng gió, xong rồi đeo khẩu trang nữa. Hồi nãy tụi mình có đi vô tay cây chơi xong rồi cũng đeo khẩu trang, cái nó cũng đụng đeo khẩu trang nhiều. Mà nhìn trong thì nó vẫn rất là đẹp. Tụi mình sẽ nhận xét tổng kết xong nhé. Vậy là mọi người vừa xem xong phần wear test của tụi mình ở Thái Lan trong mặt kép. Thì lúc mà tụi mình test cái má hồng này á, trong cái thời tiết cực kỳ nắng nóng của Sài Gòn luôn, cái hôm đó là trời không có mưa nha. Mà kiểu đi ra ngoài đường luôn á, chứ không phải là ở vòng vòng trong máy lạnh không đâu. Nên là tụi mình có thể test được chính xác là cái độ lâu trôi của em này. Và có một cái lưu ý nhỏ nhỏ là tuy tụi mình không trải qua 16 tiếng để kiểm chứng được như là những gì hãng giới thiệu hay không, nhưng mà thực sự trong thực tế cũng không có ai make up tới để tới 16 tiếng á. Thì cùng lắm là 6 đến 7 tiếng thôi. Thì trong cái thời gian đó là tụi mình test ở ngoài trời luôn á, thì tụi mình thấy là má hồng này vẫn còn bám rất là tốt ở trên da. Đến khi mà về nhà tụi mình, lúc mà mình tẩy trang á, soi gương á, thì thấy là kiểu cái màu má hồng nó vẫn còn khá là tự nhiên ở trên da. Kiểu giống như là nhìn má ửng hồng tự nhiên á, tuy là nó sẽ không còn đậm như lúc đầu nhưng mà nó chỉ phai đi một chút xíu thôi, rất là ít. Và đặc biệt á là mình nghĩ là đối với những bạn mà da dầu á thì nó sẽ phai nhiều hơn một chút. Nhưng mà như vậy nó cũng rất là ok rồi, tại vì tụi mình còn đeo khẩu trang này kia trong phần lớn thời gian đi test ở bên ngoài nữa, nên là với em này thì mình thấy là rất là
là ổn hả? Ờ rồi, vậy là với giá dưới 200 ngàn mà mình được một em mắt hộp cũng khá là to, hộp cũng khá là xinh và dùng được, mình nghĩ là cũng trong khoảng thời gian khá là lâu, cũng như là không biết dùng tới khi nào mà nó hit hand luôn á mọi người. Thì mình nghĩ là em này khá là phù hợp với các bạn học sinh sinh viên luôn ha. À, vậy là tụi mình đã review chi tiết xong và em này cũng như là đã quay test cho mọi người cùng kiểm chứng rồi ha. Mong là sau video này thì mọi người sẽ có thêm trong list những sản phẩm makeup Thái Lan mà nên mua nữa ha. Và nếu mọi người có bất kỳ những sản phẩm makeup nào của Thái Lan hay là của bất kỳ đất nước nào mà mình mà mọi người muốn tụi mình review nữa thì cứ comment ở bên dưới luôn nha. Và cuối cùng đừng quên like video này, subscribe channel của Bitch & Coffee và follow Instagram của tụi mình.